vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc bản Co Lệ, xã Nậm Mạ, huyện Sinh Hồ, Lai Châu vừa xảy ra mưa lớn kèm gió xoáy làm lật thuyền chở 5 người khi đang di chuyển trên lòng hồ khiến cả 5 người rơi xuống lòng hồ thủy điện. Được biết, con thuyền trên do Phản Anh Công, sinh năm 1994, trú tại bản Diền Thàng, xã Nậm Cha điều khiển, trên thuyền chở theo 4 người cùng trú tại bản Diền Thàng. Khi gặp nạn, Phản Anh Công đã cứu vớt được hai người, còn hai người đang mất tích. Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động cứu hộ và nhân dân các bản tìm kiếm hai người còn lại. Hiện lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng huyện Sìn Hồ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Ngoài ra đợt giống lốc đêm ngày 17 tháng 4, đã làm 120 nhà dân tại các xã Chăn Nưa, Tả Ngảo, Nậm Cha bị tốc mái. Nhiều cột điện thuộc hệ thống đường dây 35 kV, 0,4 kV tại các xã Phìn Hồ, Nong Hẻo, Nậm Hán bị gãy đổ. Một khu nhà ăn trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã Nậm Cha bị mưa và gió lốc làm hư hại gần như hoàn toàn. Dông lốc cũng làm đổ, gãy hàng trăm cây cao su của công ty cổ phần cao su Hai Lai Châu.